mới đây tại hà nội thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh vừa có buổi tiếp ngài batsumerin mân thứ trưởng bộ ngoại giao mông cổ tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, Việt Nam và Mông Cổ còn rất nhiều tiềm năng dư địa để gia tăng quy mô thương mại song phương, sớm đưa kinh mạch thương mại vượt mức 100 triệu đô la Mỹ. Thứ trưởng đã đề xuất một số biện pháp như tận dụng tối đa các cơ chế hợp tác song phương hiện có như cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Mông Cổ, bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mông Cổ, thiết kế cơ chế hợp tác cung ứng các loại nông sản, thực phẩm và nguyên liệu thiết yếu như bản ghi nhớ về thương mại gạo, thương mại than và các loại khoáng sản tăng cường hợp tác triển khai các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước như trao đổi đoàn doanh nghiệp tổ chức hội thảo giao thương trực tiếp và trực tuyến ngay sau buổi tiếp hai thứ trưởng đã đồng chủ trì hội nghị giao thương việt nam mông cổ và khẳng định đây là sự kiện đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Mông Cổ đang không ngừng tìm kiếm thông tin và cơ hội trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư. Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mông Cổ sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước về thông tin thị trường, cơ chế, chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình hợp tác đầu tư kinh doanh cũng như thúc đẩy các hoạt động giao thương. Tại hội nghị giao thương, doanh nghiệp hai bên đã có những thông tin cơ bản về định hướng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ, nhận biết những lĩnh vực tiềm năng và cơ hội thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu.